Dự án đường trục phía Nam nhằm hình thành tuyến đường mới nối từ quận Hà Đông đi qua các huyện phía Nam thành phố Hà Nội. Dự án khi được hình thành, tuyến đường này sẽ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các huyện phía Nam thành phố, giảm lưu lượng người tham gia giao thông cho các tuyến lớn. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang và xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Theo truyền thông Việt Nam thì mặc dù chưa được bàn giao, tuyến đường xuất hiện đã sụp lún, bong tróc, nứt gãy, thậm chí cho thấy bên trong bê tông lội sắt vữa xi măng toàn cát và những tấm xốp đã bị mục nát. Nhiều tài xế thường xuyên qua lại đây cho biết rằng họ thực sự lo lắng khi phát hiện sự việc và thông cáo cho các cơ quan chức năng, song đến nay thì vẫn chưa thấy sửa chữa.